Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. X4 1 January 2020 nâng cấp đẹp hết chỗ chơi với một phong cách mới bánh xe đạp. Cái chiếc X4 1 January đồ hôm nay mình sắp giới thiệu anh em không những có dáng ngoài thanh thoát mà còn sở cho mình cái nội công cực kỳ khủng khiếp. Sự kết hợp này đảm bảo khiến anh em cảm thấy rất thú khi chiêm ngưỡng nhung nhan của máy. Trước mắt chúng ta chính là cái cụm con Domino tốt em. Một dòng cụm con chỉ mức giá tầm khoảng dưới 3 triệu nhưng lại sở cho mình diện mạo vô cùng lên mắt. Ngoài ra ở đây chúng ta còn thấy cái sự hiện diện cái cây trực sườn của S, triệt tiêu hiện tượng rung lắc phần tay lái, di chuyển tốc độ cao. Thay vì ứng dụng trên những cái cụm thắng nổi tiếng thì đến từ Rambo, Isaac hay là Isaac Costa, thì người chủ hôm nay tạo cho con sức cường của mình bằng cái chiếc cụm thắng của anh trò, tạo một cái diện mạo bất cứ xứng độc đáo cho dàn tay lái. Dù đã hạ kích thước vỏ xe nhưng cái dàn chân của chiếc xe hôm nay vẫn không hề yếu đuối một chút nào. Sở chỉ mình cái bộ niềm nhôm của S-Aisan đầy cứng cáp. Trên cái dàn chân trước còn có một chi tiết đồng điện, chính là điểm thắng của Tiro, kết hợp ăn ký với con hẹp Rainbow 4X để tạo nên lượng sức thắng cực kỳ mạnh mẽ cho con xe. Ngoài cái cặp lốc SS ra, mình còn thấy được một cái chiếc lồng của TA bạch tạng, cái chiếc thất lồng CC siêu dày hé lộ ra chúng ta biết nội công quay máy không bình thường chút nào. Lốc nồi zin cũng được thay bằng cái lốc nồi carbon trực tiếp, phong cách của cái dòng X-Star 15 cái đời là 2019 đến 2010, giúp các con triệt tiêu đồng thời cũng lỡ bỏ nguy cơ cũng như là lúng ti con, bọn ti con hay đứt dây con bằng phương thức các con gián tiếp. Đằng sau cái bộ lốc máy là tương hai cái bằng dàn chân sau hoàn mỹ hơn với cái hẹp Rambo lục lớn kết hợp với cái địa thắng của X-Star. Dàn chân sau còn có một vài điểm nhấn quan trọng nữa, đó chính là cái bộ Rainbow ti vàng đi cùng cấp nhôm CC, tăng cường độ cứng cáp hầm hố khi chúng ta di chuyển với độ cao. Cái lon bô trên xe chính là cái dòng của Rainbow thường xuất hiện trên các dòng xe chạy khác. Tuy nhiên do kết cấu là cực kỳ thoáng của nó nên đã được người chủ trưng dụng để chịu trách nhiệm tốt hơn cho cái khối động cơ cực kỳ khủng khiếp này. Và đây chúng ta thấy chiếc xe đang khoe dáng cùng với những người anh em họ hàng xa. Quay dọn cực chất với một phong cách huyền bí. Cái chiếc quay một trong những cái dòng xe số 0 của Honda, phần khối nhỏ không chịu nổi ta. Dù đã trải qua rất nhiều phiên bản nâng cấp khác nhau, nhưng cái bản quay A đầu vẫn được nhiều người tiêu dùng yêu mến nhất. Bằng chứng, cái dòng xe độ này ra đời rất nhiều bản độ ngày càng nhiều. Chúng ta cùng xem cái chiếc quay độ chuyển đến từ Baker ở Lâm Đồng nhé. Xem qua tổng thể, thấy con chiến mã trở nên ngầu hơn, sang trọng hơn với hai sắc màu đen trắng. Em ấy trở nên cứng cáp hơn khi được trang bị rất nhiều đồ trang điểm và chúng ta cùng xem chi tiết. Phần đầu rất ngầu phong cách quả kính của Rizuma 4. Chèn chân mỏng manh nhưng không mang yếu tố thẩm mỹ cao. Hệ thống phanh nâng cấp hẹo Rainbow 2 biến xứng lục lớn đi cùng AZF giúp phanh có độ ổn định cực tốc. Ở đây chúng ta thấy được combo Titan 7 màu cực đẹp trong từng khúc nối. Cái Titan nhất CC màu bạc biết kiểu dáng chi tiết để góc cạnh. Cần số 2 triệu nhôm CC được gia công cực đẹp. Cái giảm sốc này độ nhúng chi máy hơn cũng như tăng thêm độ chuyển cho xe với lò xo ánh vàng cực đẹp. Cái dòng phục này rất được ưa chuộng ở các Baker đi quay độ kiển. Niềm nhâm SL được đánh giá khá tốt, độ cứng rất cao. Nó cho nên hoàn hảo hơn cái kết hợp với cái lớp đùa lớp, độ bám đường tối ưu hơn rất nhiều và chấm ra đường rất tốt. Tiếp đến ở đây có thấy chiếc quay độ đang đỏ dáng với một cái khung cảnh huyền bí cùng rợn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhớ like, share, subscribe.